Vâng, xin chào tất cả anh chị. Hôm nay tôi phải đeo kính các bạn. Để làm gì ạ? Không phải để khoe đâu, mà để nó cân xứng với cái phong cách của một chiếc Land Cruiser Prado. Tôi đứng bên cạnh thì thực sự các bác này, nó quá nhỏ bé. Chỉ cần nói như vậy thôi thì chúng ta cũng biết ngay là một chiếc Land Cruiser Prado cực kỳ nổi tiếng, thương hiệu của Toyota. Cái mục đích của nó là gì? Trước hết, chiếc xe này thì là một chiếc xe người ta nói là xe dành cho quân đội. Quân đội thì người ta dùng một việc gì? Rừng núi, trèo đèo, lội suối. Và khỏe nhưng cực kỳ bền. Thì Land Cruiser Prado nó độ bền nó là số 1. Nhưng đây, đây là bản TN, là bản full 2 cầu. Nhưng chiếc Land Cruiser Prado thì nó rất là rộng các bác ạ. Cao co, to, cao, đen hôi. Cảm biến cảnh báo va chạm có. Và phải nói là nhìn nó lừng lững lừng lững. Những dòng xe này thì có thể quen thuộc với các bác rồi. Vậy thì chúng ta quan tâm về cái gì? Về cái chất. Chất thì miễn bàn. Lỗi tặng xe không một tì vết dù là nhỏ nhất. Được chưa ạ? Và các bác ạ, có thể ngắm. Đấy. Về sơn si thì gần như là sơn zin gần như toàn xe luôn. Kể cả phần đèn chiếc Land Cruiser các bác nhìn cho em là như chiếc xe mới luôn. Các bác cứ làm sao phải bỏ ra mấy tỷ làm cái gì, gần 3 tỷ bạc. Vâng, con này có em vài trăm thôi các bác ạ. Vâng, vài trăm thôi. Zin tuyệt đối. Đấy, zin tuyệt đối các bác nhé. Đây. Nói về độ rộng rãi thì đây nè. Đây là minh chứng này. Đấy. Đấy. Phê chưa? Wow. Không là gì cả các bác ạ. Em quá nhỏ bé. Đó. Khi gặp hàng ghế thứ ba lại thì nó là như vậy đó. Về chất thì đây, từ tem mác đây, nhựa nhẽo đây, đây lỉ zin nguyên bản hết, kể cả ghế zin, nó như vậy cơ mà. Đấy, như thế mới cần phải nói chuyện với xe đam mê đúng nghĩa các bác ạ. Và chúng ta hãy đi quanh một vòng. Lốp thì chủ nhân vừa thay một dàn lốp mới. Xe chạy lanh quanh hơn chục vạn tí các bác ạ. Cái bộ la răng thì phải nói là cực kỳ cứng cáp và cơ bắp rồi. Đấy, ai cũng biết rồi. Và gương thì to nhưng có tích hợp đèn bao rẽ trên gương. Cái gương là đi kiểm soát đường mù rất sướng này. Đấy, đèn giọt lệ. Và trang bị đèn bi. Và giải đèn LED định vị ban ngày, đèn giọt lệ. Ở những cái đầu lưới tản nhiệt nó thanh sọc, nhìn nó khỏe. Cơ bắp các bác ạ. Cơ bắp nhá. Đấy. Về chất thì không có gì về bàn cãi, kể cả phần đèn gầm cũng là đèn bi. Và đèn gầm, đèn bi và có cảm biến cảnh báo va chạm trước sau đầy đủ hết. Không thiếu một cái gì. Đó, chúng ta cần ngắm nghía như vậy thôi. Thì các bác nhìn nhiều bác hỏi Phúc ơi thế đường liền lạc của nó như nào thì xin thưa các anh chị là khít nịt. Đấy, lắp cabo là đây này, gần dập nổi con xe mọng mịn luôn, các bác ngắm đi. Đấy, ngắm, ngắm và ngắm. Và đến với xe đam mê tại số 175 đường Định, thành phố Hải Dương để sờ, mó, lắn, nhảy lên đi. Và bây giờ chúng ta vào khoang nội thất. Đây, chủ nhân giữ chiếc xe cái ghế zin nguyên bản và còn căng như mới. Nói luôn là giá trị con này cùng đời, ít có đối thủ. Và có đối thủ nhưng mà chưa gặp, nên bây giờ đang đi tìm đối thủ về độ đẹp của chiếc xe. Đấy, mới, cái này thì còn mới này. Đấy, ghế zin nhá, ghế zin nó kiểu này, căng đét. Các bác nhìn giúp em, điều hòa đằng sau là có auto luôn. Đấy, có cổng sạc 12V, có cái lưng ghế này, trần này, mọi vấn đề này, táp lô táp ly này, phải nói là mê ly. Và không có gì phải bàn cãi hết các bác ạ. Đấy. Và chúng ta bước lên ghế phụ xem sao. Tôi ngồi chiếc xe nó rộng rãi, nó sướng. Sướng miên man các bác ạ. Đúng là nó là số 2, không ai là số 1 hết. Đấy. Tất cả cánh cửa đây all auto, có nghĩa là tất cả auto này. Tất cả cánh cửa là auto. Vô lăng zin theo xe. Các bác nào là thợ nhìn cho em cái. Mà nó không bị bóng này, không bị mòn này. Đấy.
nó còn gai như mới, kể cả củ số. Về, máy đang nổ nhưng êm lắm các bạn, như gió mùa thu thôi. Và ở đây thì nó có chế độ cắt cầu. Và ở đây thì chủ nhân đi giữ đến mức là không cần độ đẽo bất kể một cái gì, để nguyên quả đầu đĩa. Ui trời, nghe nhạc hay dã man, nhưng thôi vi phạm bản quyền. Không nghĩ nó hay như thế. Đúng đầu CD vẫn là chuẩn âm thanh hay nhé. Ở đây thì bản hai cầu này, các bác đi đường bằng này, các bác đi đường đèo này, các bác bùn này lên đây thì chúng ta chỉnh lên đây nhé. Đấy, trèo đèo lội suối khóa bi sai. Đấy, còn đường bằng đi đây thôi. Ok chưa, con xe chất nguyên zin nguyên bản, 12V này, USB này, đề lỗ thông minh này. Nói chung là chả thiếu cái gì đâu. Bằng thiếu mỗi cái là các bác có định ép giá em hay không thôi. 850 triệu. Vâng, đừng ép em, khổ em. 2012. Bao zin toàn tập, bao trách chính hãng toàn quốc. Tìm ra một lỗi nhỏ tặng xe. Không cần phải nói nhiều. Còn về chất, khẳng định không có đối thủ. Đang đi tìm đối thủ về độ đẹp các bác nhé. Và cảm ơn các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều ghế zin này. Đó, vậy thì bây giờ đóng cửa vào, các bác làm một vòng đi. Em bật đèn lên cho nó mỏng. Đấy, đèn đóm lên cho nó sáng. Đấy, để khẳng định nha. Ồ, đèn đóm là đầy đủ nhá. Xinh nhan nào, quả xinh nhan nữa nào. Đấy, các bác thấy chưa? Có em. Đấy, xinh nhan đèn. Đấy, máy êm số ngọt. À, gầm chắc chắn. Vận hành con này thì đó, 2 các bác ạ. Đấy, có 850 củ khoa. Thì nhớ ủng hộ em nhé. Thả tim, thả like và đăng ký kênh. Vâng, còn bây giờ thì xin mời tất cả các anh chị, chúng ta dành một chút ít thời gian, chúng ta có thể đi xuống phần gầm của chiếc xe để cảm nhận cái giá trị và chất lượng. Vâng, cảm ơn các bác rất nhiều. Thank you tất cả mọi người. Vâng, đó là những cái giá trị của chiếc xe. Còn đây, đứng đây mà chụp ảnh thì đúng view là số 1. Vâng, cảm ơn các bác. Xin mời các bác đi phần gầm. Và gầm của Barraro này các anh chị này. Con này thì đấy, khen thì các bác bỏ lại quá lời thì đây, nhưng nó zin hết này các bác này. Đấy, ngay cái tấm bảo vệ gầm này không có một dấu hiệu nào méo bẹp cả. Thì cái gầm này nó không bị quẹt, không bị sập các bác nhé. Các bác xem cái răng này, chuẩn nhá, đầu ra xi này. Không sợ bị va chạm nhá. Bên em làm là chuẩn men nhá. Những cái răng đầu này, đầu ra xi này, tất cả răng của nó là hệ thống răng này, các bác nhìn này, chuẩn nhá. Và sang xem cái những cái răng mà đầu ra xi bên này này, đấy, cũng là chuẩn nhá các bác nhá. Đấy, thì chúng ta tránh được đâm xô này. Đấy, cái càng này thì có nó rất là to thôi. Đây này, hệ thống càng này này, cái này cho bị sơn đen hết rồi. Đấy, nó đen hết các bác ạ. Cái dòng này thì nó mang một cái thiên hướng là bền bỉ. Đấy, nó làm mang tính chất là không hoa mỹ nhưng nó thực dụng. Đấy, bản này hai cầu đấy nhá, dẫn động cầu trước đây các bác này. Đấy, nó khỏe khoắn. Đấy, các bác này gầm của nó khủng khiếp luôn. Đấy, yên tâm luôn. Đây, máy số này. Các bác nhìn này, qua thời gian như còn trắng phau, zin đét luôn. Đấy, từ con ốc nhá. Đó, gầm này. Đấy, các bác nhìn cho em. Đó. Đây này, bô này. Đấy, hộp sàn này. To đùng luôn. To đùng luôn. Đấy, là chuẩn men nhé. Đấy, từ những cái bảo vệ bình xăng này, không có méo bẹp một tí nào, không bao giờ bị chạm gầm các bác này. Cầu sau này. Đấy, nó mang tính chất rất là thực dụng, không hoa mỹ. Đấy, nên nó bền. Đấy, lốp dự phòng ở trong dưới này nhé. Bắt đầu sắc xi cuối cùng đây các bác này, từ cái móc này, zin này, đầu sắc xi này. Đấy, to đùng luôn, thì không sợ bị va chạm nhé. Đây nữa này các bác này. Đấy, chuẩn nhá, chuẩn men nhá. Ống bô này. Đấy. Đấy, cầu sau này. Đấy. Thì đó là những cái gì mà giá trị mang lại cho các bác, để các bác thấy rằng một chiếc xe chuẩn nhá. Một chiếc xe chuẩn nhá. Và đây là hệ thống chuyển cầu này. Đấy, dòng keo đỏ chết, nhà máy chuẩn men nhá. Đấy, từ con ốc nhá. Đấy, như con ốc này, các bác nhìn cho em này. Đều 7 màu hết này. Đấy. Và đó, giá trị là như vậy các bác ạ.
Vâng, để các bác yên tâm, các bác xa cũng không lo gì nữa, đúng ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều.